chào cả nhà nhé. Chào cả nhà. Hello, chào cả nhà. Đối với nhà là anh em lúa đang làm cái gì? Lấp chai chai dịch cả nhà ơi. Anh em lụm lượt mấy cái chai này cả nhà. Bây giờ mình thiết kế cái cách bắt câu ếch, bắt ếch. Nhưng mà bây giờ mình muốn bắt câu ngoài đồng trống á, ngoài đám sen á cả nhà. Đó, ở ngoài đám sen ngoài đó đó. Đâu mình không có cắm được. Mình lấy cái chai mình làm cái phao nha. Để hồi cách thức cắm anh em lúa quay cho cả nhà xem. Mới vừa phát minh ra luôn á. Hồi xưa là ba con lúa cũng có cắm thời gian nữa là chặt cây khúc điên điển á, mình làm phao. Tại vì cây điên điển á nó rất là nổi. Nó nổi. Như phao vậy đó, nhưng mà bây giờ điên điển giờ ở đây mình kiếm không có, nhà bây giờ mình lấy cái chai này nè. Mình làm cái phao luôn. Lụm chút xíu. Bán đủ mua cá luôn. Cắm xong cái mời mình thăm vô nãy cái mình bỏ vô bao mình bán luôn. Không hai chuyện hả? Chẳng chắc mà được nha. Đó. Ra mua về cái mình đốt. Cá mua được. Về. Mua cá hả? Mua không? Tại đây thưa đang họ chừng để chung nó dấu á. Nào giờ chưa có thấy cái loại cắm câu kiểu này đâu. Dễ dụng ha. Có cái nút đầu nữa nè, không có nút đầu dụng á. Đúng rồi. Nó dướng lại. Ừ, mình đánh bọc qua mình vòng cái em lúa này. Ông chú nhắc một đèn quá trời luôn anh ơi. Tối dội đèn ra thấy nó ngồi lá sen này nè, nhiều lắm. Đây là cách thức cắm. Ông để ông bóc sao ông để cho lá sen luôn, nó không có trôi đâu. Để cái lá sen luôn ha. Ừ. Lúa vậy. Đó. Ai biết hả? Ông để đó ngày chăn mũi chuột rồi tới nó trước thì sao? Bọc vòng cua hai bọc bánh thẳng bánh. Đâu bọc là thẳng đi vòng á, chứ đâu đi vô trong đó. Vòng đi xong rồi. Rồi chưa? Rồi rồi. Gió thổi cái chai nó lăn cái chai không? Rồi để gì lụm nó. Cứ là sợ nó lăn cái chai á. Rồi tối nay coi sao nha cả nhà. Phát minh mới nha. Gì đó hả? Cái này mau hơn cắm mà ta. Cắm mau hơn, à. Còn khỏi là mô. Còn mô ha. Nãy mình đi bao nhiêu cần không? Hay lực chỗ này ngon anh lực. Im. Này không có kiến luôn lực ơi. Rồi là cái dây chìm là thành công luôn nha. Nó nằm ở đây nó đâu có bị ướt. Mưa nó không ướt nữa. Cái là nó có ướt là nó ăn là nó mới ướt ấy thôi. Dữ lắm chỗ này vậy rồi xong ơi. Đó mới nhảy xuống đó. Nè. Lên. Rồi. Đường thăm nha. Cái đường này đường của mình nha. Nhớ nha. Mình đi theo cái đường này nè. Rồi. Đó.
Đó, từ 60. Nhớ luộn xong. Quất vô trong đó. Đây nè, cặp mé này mới ngon nè. Ừ, cặp mé cho muốn. Gió quá gió rồi cả nhà ơi. Khó lái. Đi đường nào thì nhớ nha, như cái đường ray đó. Gà xuống ghe liền. Rồi, tới đi. Còn nhiều lắm ta. Chút nữa mình đi sát cái bờ đó đó. Lát đi qua đó đi. Bọc ra mới được xong rồi. Mình chơi đường thẳng rồi mình tới mai mình thăm nó dễ. Còn đây cũng tới mười mấy hai chục cây nữa đó. Xa xa lực để lá sen xa xa ra chút xíu. Kéo bên kia. Ừ. Rồi, xong rồi. Đó, được. Quá nhịp. Ở ngoài đám sen này mình để lá thôi. Rồi, mới nhảy xuống kìa. Hết, mới nhảy xuống đó. Nó ngồi trên đám sen rồi. Thôi, coi là đi kiếm chỗ nào là có cái chai rồi lội cái đó nè. Còn một chai cuối cùng. Nữa, hai chai nữa lực ơi. Hai hả? Hai. Dân chai hả? Dân đang chai nè. Ngày mai không mình không biết đường thăm nữa coi nè. Chụp chụp. Bao nhiêu chai? Được, xong rồi, được xong rồi. Quẹo qua xong rồi. Bao nhiêu chai hả? 37. Rồi móc cái nữa ra được ơi. Cái nữa cái cuối cùng. Rồi, tối nay sáng mai mình thăm nè. Sáng mai đi lúa ơi. Gì ha? Tối bằng đêm chắc lạc không thấy đường đâu. Ừ, sáng mai thăm đi. Rồi. Rồi mình vô mình thăm, mình nghỉ ngơi mai ra mình thăm nha cả nhà. Ở đây mà dính cái này cự nè. Bởi sao cái chân cái chỗ hôm nãy trời. Cái đường mình vô nè. Chạy 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 ít nhiều mà không sao đâu. Lên thôi. Sen càng ngày bông càng nhiều nha cả nhà ơi. Tại mình tiêu diệt miền trục cho lại. Chừng. Nè, bữa nay có ngó chưa ngó non rồi đó. Lực có rồi đó, bữa hổm làm gì có. Đây cả nhà, bữa nay có lưng ngó non rồi nè, anh em bắt hết trơn chuột rồi. Ngó ra nè, ngó nó ăn vậy đó. Kết quả trước lúc mà anh em lúa qua chứ sau khi anh em lúa qua. Rồi, lên thôi. Giờ mình đi thăm ếch cả nhà ơi. Sao đây?
Rồi xuống rồi. Xuống thôi. Xuống trên bờ đi. Gì? Bờ sao quay cho cả nhà xem? Không biết dính không gì không nữa cả nhà ơi. Dính con rồi. Ê, 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 cái chai giật kìa. Chai giật luôn. Kịch dướng 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 nó dài. Hồi tối anh em không có thăm cái nhờ để sáng thăm luôn, tại tối sợ vô đây lạc đường á. Lụm. Con đầu tiên nha cả nhà. Giờ mình để luôn ha. Gửi đi quê, bỏ giọng đi quê. Con đầu tiên cả nhà ơi. Phát minh mình thành công rồi đó. Thấy vừa vậy thành công rồi đó. Ở đây ếch dữ lắm. Dữ điên quá. Lấy cục mồi lên ha. Bỏ. Nó răng cục mồi lên luôn kìa. Còn dư mồi này mình đem vô mình xào cho ếch. Chết cái dầm cái dầm. Từ từ lướt ơi. Lương dai ghê trời. Lương phải dai thôi. Mồi này hồi tối nha cả nhà. Bóng từ sai chăng à. Lạc nha, 37 chai bằng cái gì đó. Đã có dính không? Thấy lùi sao? Quấn cái này luôn rồi. Giọt luôn rồi. Chết rồi. Quấn cái này mà tiêu beo luôn hả? Ừ. Này con. Queo rồi cả nhà ơi. Từng nào cũng dính như ta. Đi ha. Chưa cái dầm, cái dầm. Chưa đến mà. Để ngoài đi. Dầm đâu? Ở đâu? Chết đủ quá ha. Dầm cái dầm. Đây, dầm đây. Đây xong rồi. Hai cây hai con cận. Mà đi cái đường này đường như thẳng luôn nè. Đây là thẳng phải không? Đây nè, đây nè. Đây là tới kìa. Trời quắn luôn. Đúng không? Lấm lấm. Quá đã luôn cả nhà ơi. Quá dính rồi. Chỗ này ớt là tập trung chỗ này mà. Cái dụng chỗ này nè. Cái dụng này là hổng ông chú không nhấp chỗ này quá trời nhiều. Ừ, bà gà muốn hả? Ừ. Vừa nghe vậy nè, cứ trống trống nha. Rồi chưa? Móc chưa chưa chưa. Móc con ốc hay gì mới được không ơi? Lương nó nhảy hơn chứ. Quá trời nó dai rồi. Gỡ khó ha. Ờ, ê. Ba chạy ba con. Thắng chiêu nha. Kìa kìa kìa. Ai dính luôn cả nhà ơi. Tại biết sao không, đây tại hồi ấy đâu mà nó không có. Con này cũng còn nhỏ. Nhỏ à. Nó không có có lôi đi được. Đây mà chống nó lôi rồi. Trời, cái tay trước thấy trước quớt cái xong rồi. Chưa chắc à. Nó ịt đó đó. Đâu. Chưa chắc à, nhầm khi nó quấn ở dưới á. Chưa chắc à, nó hình cục mồi hết trơn rồi. Ủa? Trời trời, cục mồi sức rồi, xảy gì vậy? Không biết nữa. Chắc nó quắn, nó xảy, nó không ăn được rồi. Như mình đâu trên đó còn chai gì nhiều lắm, có đó nhiều. Nước nè, nước nè. Đi. Đây, đây, một chai nữa cả nhà ơi. Quớt luôn. Mồi xong, lớp 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 lớp. Cục mồi nó còn nằm trên kìa. Thử xem cắm đất liền dưới ngoài đám sen này cái nào nó hiệu quả hơn nha cả nhà. Này chắc như không hả? Hả thì mấy con? Một hai chai rồi hả? Còn sao? Kìa kìa. Còn. Sao đây, sao đây? Im ru rồi. Đó chưa? Ủa? Này lôi qua đây nè quê. Mình để lá sen bự dưới đó không? Mình để lá sen bự mà. Nó chạy đó kìa. Đây mà lâu là đó vậy. Thích đó luôn kìa xong. Này không có. Ở lâu tới này luôn trời. Đây nè, mà lâu nha, để mở màu ra mới được. Mùa nước nổi cả nhà làm thử này thôi có hiệu quả lắm nha. Tại vì cả nhà biết sao không? Ở trong bờ á người ta đặt lợp với người ta cắm câu á, ở trong bờ á là mấy con ếch nó nhét rồi. Rồi mình muốn ra ngoài đất trống thì mình cắm thì mình phải làm cái phao mới được, không có phao là nó
đâu có chỗ nào cắm câu được. Bao nhiêu chai rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chai rồi đó. 8 chai còn 39 chai nữa. Ủa? 29 chai nữa. Chai đâu? Giấu được. Để kia sống với mặt xong ơi. Ờ, ê, dính ra kìa. Quả thả nó đây này. Cầm bao này nó thấy nó dính hiệu quả hơn trong bờ rồi luôn rồi. Coi, đây coi hết coi làm sao. Đây thì sớm rồi. Chưa. Dầm không đến bờ không? Xuống. Dầm đến xuôi vô xuống sao? Đấy. Để kiếm rồi, có gì ăn sống cho em. À, ủa? Nhớ đường thẳng mà ta. Lắm. Quá đã xong rồi. Quay em, quay em. Em mà ngang. Không còn làm chiêu này được à. Đi chị máy đây gì ta. Đây nè, ở trong kìa. Rồi cái này dính nữa chắc luôn nè, dính đây không? Trời ơi, con ếch cũng khá. Được. Bự nhất hôm nãy giờ cả nhà. Vô. Vậy là pháp minh của mình là được rồi đó. Gỡ chặt thành này khổ. Rồi tới thôi. Pháp minh mình là ok lên Lực ơi. Ở bên kia có cái chai xanh xanh ngoài đó là chai gì vậy? Phải. Cái ngoài qua đây dính trước à. Đổ đây. Chai này mới là chai của mình nè. Đây là dính hết là chai của mình đó. Đi. Ôi, ôi. Ôi, chút xíu nè. Trời. À, nó quắn vô. Vô cỏ. Vô cái nắp văng ra luôn. Vô cái nắp luôn rồi. Trời, vô. Chưa nghe đi quắn vô. Cái này tại biết không? Cái chai dầu ăn này nó yếu quá. Ăn nhiều. Văng nắp ha. À, văng vô con cái một con nó cứng rồi. Hên con này nè, xíu nó chạy rồi. Bỏ là xong rồi. Đây ngay nè. Rồi cái này lẫm nữa nè. Dính xiền luôn á, không biết xảy không thôi đó. Lá để lá bự mà sao rồi chắc này nó tuốt trong kia kìa. Ôi, lẫm, bé hả? Cái bánh này ngon nè. Mình bể lá bự mà nó vô cuốn cái lá nhỏ là lụm à. Chứ không thấy cục mồi là lụm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 chai. Vô. Tôi chỉ chạy chuyện shop hay sao? Ê. Chạy cháu kia lụm nữa kìa. Chất kìa. Chất kìa kìa. Trời. Dột rồi. Ổn. Thôi, tha nó đi. Tao bắt mày trước, nó cầm cái chai sau. Bắt nó đi, đừng cầm chai dùng nữa. Biết. Có chừng. Tao bắt mày trước, cầm chai sau. Bên kia còn chai nào không? Coi mới được. Cái kỹ mới được. Nếu có máy mà chạy qua đây cái câu mình cũng khó mà dính à Lực. Tại mà cái dây câu mình cũng ngắn à. Đây trên đó con trai kìa. Mấy ông trống côn chạy nè. Chạy quỷ dịch mà.
Ơi tới rồi. É. Dính luôn rồi. Dính đâu? Dính luôn. Ếch thì cũng nhỏ. Con ếch nào mà nó nhảy mà lúc cái chai này là dữ lắm đó. Có bằng tay à. Đây như tới cái đám muốn này ngày qua là hết rồi không ta? Hết rồi. Quay của em. Đây. Nhớ lại là bọc bên kia đó, đó. Thẳng luôn á. Ừ, cái giữa có đó đó. Mốt mình cắm cái này mình đẻ kiếm cái cây dài dài mình cắm cao lên luôn. Biết cho nó ừ mình cắm có cái chai vậy đó. Đợi đó. Mình lấy bẹo mình lấy bọc bên cùng cũng được vậy. Đây cái gì nè. Để chạy mà cái xong ơi. Không dính rồi. Mình nói dính này kìa. Đâu? Đây đó kìa. Vô. Em vô vậy. Sảy rồi. Sảy rồi. Sảy hay sao? Đang mồi đuổi lưng. Đây cái chai này dính rồi không anh? Đâu? Trời trời nãy đi qua mình thấy vậy, không thấy vậy. Dịch kìa, sát nước kìa. Sót này, chiếu sót phải ngay luôn. Thấy dùng đây luôn. Chiếu sót ha. Quắn nó ghê. Quá ếch bự cho mày. Được không? Bự. Đây dùng lên luôn. Không bự không. Mày. Cầm vậy. Chưa đẩy thêm, chút liếm cho. Thôi, một chai. Liếm một đống đi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Cái chai này liếm chưa? Rồi. Còn nữa. Ừ. Đó. Đúng sao? Lập cả nhà ơi. Vô. Trời ghê à. Có trong lùi nãy giờ kiếm rồi dữ lắm rồi cả nhà ơi. Còn 9 chai nữa đó xong rồi. 2 chai rồi đó. Quần chỗ này sớm giờ. Kìa bên kia chai kìa. Hết hồn rồi. Đây dây nè. À, đây dính luôn nè, quấn nè. Tám chai. Chai này nữa còn 7 chai. Nuốt lưỡi luôn rồi. Có tím quá. Thường á cái này á là người ta đâu cắm trong cái gì đâu, ta cắm trong mấy cái bờ đê mà cỏ còn cỏ lực. Mình để chai trên gió làm cái là hết rồi. Chưa không đi dăm bộ rồi. Chứ đâu có cắm trong cái đám sen khuất gì đâu. Rồi, đâu chai nữa. Đây này. Bên này nè xong rồi. Đi qua nãy không gặp chai. Thôi còn 8 chai nha. Làm như hôm nãy đứng trên gió mình không gặp, mình đứng dưới gió mà gặp cái gì thôi. Nghe mùi thơm á. Đây cái lá sen này nè. Quan sát đi. Kiếm đi. Đây dặm lên. Tiêu rồi. Nằm dưới cái xuồng á. Cắm cho mau không chịu đâu. Quạt ra. Đâu? Đâu trước không ơi. Kìa. Có chai nữa kìa. Đâu? Này ló ra từ lưa cho nó. Ở đây chút quẹo qua đó. Đến đó đây. Trời ơi. Đâu chưa tới. Rồi chai này dính luôn. Sao? Trong kia chai trong kia còn một mồi gì nguyên gì xong ơi. Đâu?
Còn mấy chai? 28 à, giờ còn 7. Giờ đó dớt càng bắn rồi, chậm. Sót nữa thấy không, lại mới gì đi qua cái sạc luôn đó. Ngồi nguyên hiện. Chỗ này kính quá trời kính ha. Còn mấy đám sàn mới đi bên kia mà nhìn không thấy này. Rồi lui tới đây, lui ra đi. Lụm. Đi nào. Gió này có trời gió nha. Bự không? Được. Còn sót nữa nghe không? Còn một chai nữa. Một chai này nữa là cuối cùng cả nhà ơi. Không bao giờ lộn được, tại vì làm dấu ở chỗ đó mà. Cái gì không? Chai cuối cùng sao? Ăn ủi không? Có kìa. Đi đâu? Ăn ủi chai cuối cùng cả nhà ơi. Quán gì vậy? Ừ, nhỏ mà quán gì vậy? Được được. Đừng lưỡi câu nữa xong rồi. Ờ, tụt mạnh chi kìa. Không, lặn thôi. Ở đâu hả? Ở đây lậu vô á. Lặn ở đâu? Lặn ở đâu rồi cho thoát? Okay. Rồi lên bờ. Bà rồi. Khoan. Chạy vô hang luôn rồi. Đứng nhìn phèn. Phèn. Chuột lên hang mất tiêu phèn phèn. Ôi bữa nay cũng thành công đó nhà ơi. Vô lực á. Vô cái dầm kìa, Bữa nay có đồ ăn cơm không phèn ơi? Đổi bến. Có ếch rồi. Đổi sợ ăn với con quẹt hay sao? Ba con ếch nó chết rồi cả nhà ơi. Để đi con một phương nha. Từ nha, cũng ngu mà dương nha. Đó, ếch trong đó. Quá dữ. Nó lọt vô luôn. Dẫu dở là được. Có cái ngăn đã ha. Câu đó nè. Quá im. Ta. Quá im. Bội thu. Bộn lắm xong rồi. Này cũng cỡ cỡ như bữa mình nhấp à. Ừ. Ngô Mai Dương kìa bớt. Chiên ngoài đâm chết luôn. 2 kg á. Nặng lắm. Vô cả nhà ơi. Đây. Đã ha. Thành quả của mấy anh em. Rồi, anh em lúa kết thúc clip ở đây rồi. Anh em lúa ăn cơm cả nhà ơi. Hẹn cả nhà clip sau nha. Bữa nay sáng kiến quá độc chiêu. Bye bye cả nhà. Bye bye.